Rồi, chào anh Chiến Chí ơi. Rồi, chào Quốc, chào cô chú trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có lên một số cây khế gân, trang vàng, linh sam với vú sữa nghe anh em. Số điện thoại liên lạc của em là 0932 777 177, cũng là số Zalo của em nha. Cây đầu clip là cây khế gân. Đây, bây giờ cho anh em xem. Khế gân cánh đồng nha, khế gân bình minh nha anh em. Cây rất là ngộ. Cây có cành bay rất là đẹp nha. Đây là lề một cốt nha anh em. Rồi. Hoành thân tại vị trí này là 56. Rồi, em báo lên đi không đi. 56. Dạ. Rồi, xe dòng. Đế rất là đẹp nha anh em. Cao nè. Chiều cao là 54. Bài gà ngang đi, ngang thôi, không Ngang bài cũng được. ngang là 65. Rồi. Cây khế gân mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 14 triệu anh em, 14 triệu em bao ship. Dạ, rồi, Rồi, ok. đó đúng rồi. Đâu rồi? Tiếp theo là một cây linh sam ghép lá ghiến nha anh em. Lũa này là lũa zin nha anh em. Lũa thép zin nha. Đây quan trọng nha. Cao chứ thiệt. Chiều cao em nói 53. Rồi. 8.000 nè. Toán ngàn 65. Dạ. Hoành thân tại chi chế này là 38. Dạ, có lỗ luôn ha. À, có lỗ thép zin nha anh em. Lỗ zin của cây nha. Cây rất là già. Cúc cần nuôi khoảng được 7 năm ạ. Hưng hưng chậu hết hả anh? À, thuần chậu quên. Dạ, anh để em miệng đi. Quay lũa cho anh em xem. Lũa thép kim lũa cây nha. Dạ. Dạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu giá là 9 triệu em bao ship nha anh em. Chậu rồi sao anh? Chậu bao ship cho luôn cả chậu. Này em đóng khung nha. Dạ. Rồi xuống rồi. Rồi. Tiếp theo là một cây vú sữa nha anh em. Này vú sữa gì anh? Vú sữa bơ hồng nè. Cây đó thường chậu sống khỏe nha anh em. Cái này cái xưa trồng trong cái bồ mà cái giót rồi giờ mới đổi ra trồng này nha. Dạ. Em nó có chiều cao là 54. Dạ. Tại vị trí này là 20 anh em. Quanh chỗ này cũng quanh chỗ này là 22. Dạ. Đế. Đế dưới này còn nha anh em. Cây mã số 3 này em xin lưu giá là 3 triệu 3 triệu 8 nha anh em. 3 triệu 8 em bao ship toàn quốc nha anh em. Dạ, rồi đổi cây luôn. Rồi đổi cây. Tiếp theo là một cây vú sữa mã số 4. Cũng là vú sữa bơ hồng nha anh em. Cây đế rất là đẹp.
Hoành thân tại vị trí này là 38 nha anh em. Dạ. Tán cao em nói là 57. Dạ. Ở đây có cái thẹo nhưng mà nó cuốn anh em. Đây có thẹo mình đục á. Đó mặt cắt ha. Mặt cắt á. Dạ. Đó có xì nhựa đó nha. Quay vòng cho anh em xem. Cây mã số 4 này em xin lưu giá là 3,6 triệu nha anh em. 3,6 triệu em bao ship toàn quốc nha. Dạ, đã cây luôn. Tiếp theo. Mã số 5 nha anh em. Cũng là một cây vú sữa bơ hồng nha anh em. Ở đây nó có hơi lột nhẹ nhưng mà nó cuốn mép nè. Đây dạ. Xem. Đâu có một gì ha. À, không cứng hết rồi ha. Không một. Dạ. Cao lên đi. Cao em nó là 44. Dạ. Hoành cũ tại vị trí này là 57. Dạ. Ở đây là 37 nha anh em. Dạ, nghe vị trí đó ha. Rồi. Dạ. Cây mã số 5 này em xin lưu giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Rồi xuống rồi. Tiếp theo là cây sữa mã số 6. Cũng một cây bơ hồng nha anh em. Toán bài em nói là 67. Dạ. Hoành thân tại vị trí này là 25. Dạ. Củ đế là 42. Dạ. Cây mã số 6 này em xin lưu ý giá là điều giáp từ này 4 triệu nha anh em. Mấy cây này mình ship chậu luôn không? Ship cả chậu luôn. Dạ. Đóng khung rồi mình ship cho anh em. Dạ, rồi. Rồi. Cây số 7. Tiếp theo là cây mai giới thiệu mã số 7. Quái nha anh em. Trần bay của em đó là 50. Nội đế đặt ở đây là 74 nha anh em. Dạ. Chiều cao của đế xổm nó là 24. Cây mã số 7 này em xin giá là 3 triệu nha anh em. Cây đó sống khỏe nha. Rồi. Dạ, ok luôn. Tiếp theo là một cái trang vàng mã số 8. Cao em nói là 37. Dạ. Hoành thân tại vị trí này là 12. Cũ rất lớn anh em. Hào hào ha. Cũ khoảng 42 đi. Dạ. Cũ đặc anh em. Cây mã số 8 này là em giao lưu 1 triệu 2 nha anh em. Tiếp theo là cây trang vàng mã số 9. Đây anh em xem cũ rất là đẹp. Cây đã sống khỏe nha anh em. Tính ngang ngang. Dạ. Dạ.
Trắng bay em nó tại dưới này là 30, 33, 32. Trời. Hoành thân tại dưới này là 20, 21 mà tính 20 đi. Trời. Cũ khoảng 47 nha anh em. Cây mã số 9 này em xin giá là 2.3 em bao ship nha anh em. Bao ship bao sống 1 tháng nha anh em. Dạ, đọc số điện thoại lần nữa đi. Số điện thoại em liên hệ là 0932777177 cũng là số Zalo của em nha. Dạ, ok luôn. Tiếp theo là một cây trang vàng mã số 10. Đế anh em xem rất là kẹo nha. Này về anh em sale ra trọng nữa thì ok. Hoành thân tại vị trí này là 21 anh em. Dạ. Hoành của đế là 45. Của đế đặt anh em. Chiều cao là 22. Cây mã số 10 này em xin giá 2 triệu em bao ship anh em. Số điện thoại của em là 0932777177. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 11. Cũng là một cây chân vàng anh em. Củ rất là to anh em xem. Cao đẹp, chào chị. Cao là 26. Hoành thân tại vị trí này là 23 anh em. Dạ. Ngồi đế nó là 44, 45, 44 đi. Dạ. Cây đế rất là ok anh em. Cây mã số 11 này em xin lưu giá là 2.3 nha anh em. Cây số 12. Tiếp theo là cây trang vàng cũng là trang vàng số 12. Củ rất là to anh em xem. Chiều cao em nó là 29. Hoành thân tại vị trí này là 25 mà 24 đi. Dạ. Nồi em đế em nói là 48. Dạ. Đế đặt nha anh em. Cây mã số 12 này em xin giá là 2.2 nha anh em. 2.2 em bao ship toàn quốc nha anh em. Mã số 13 cũng là một cây trang vàng anh em. Đây có cần bay. Cần bay em nói là 37. Dạ. Hoành thân tại vị trí này là 17, 16 đi. Dạ. 17 mình tính 16 đi. Củ đế là 42. Cây mã số 13 này em xin giá là 1.2 anh em. Rồi tiếp theo cây mã số 14. Cũng là một cây trang vàng nữa anh em. Trang vàng gắn bay nha anh em. Cần bay của em nó là 35. Hoành thân tại vị trí này là 19. 20 tính 19 đi. Dạ. Củ đế đạt là 45. Cây mã số 14 này em xin giá là 1.3 nha anh em. Dạ. Tiếp theo là một cây trang vàng mã số 15. Đế là ok nha anh em. Chiều cao em nó là 24. Hoành thân tại dưới này là 15. Dạ. Củ đế là 38. Cây mã số 14, 15 này em xin giá là 1.2 nha anh em. 1.2 em bao ship toàn quốc nha anh em. Dạ. Tiếp theo là một cái dân vàng mã số 16.
cây rất là lực nha anh em. Chiều cao em nó là 45. Hoành thân tại vị trí này là 22 đến 21 thôi. Củ đế là 50. Cây mã số 16 này em xin lưu giá là 2,2 triệu em bao ship nha anh em. Nhắc lại số điện thoại em là 0932777177. Tiếp theo là mọi cây chân vàng mã số 17. Cây rất là đẹp nha anh em. Củ rất là nở. Cần bay của em nó là 50. Vịnh thân tại vị trí này là 19. Củ ở dưới là củ rất là to nha anh em, củ đặc luôn nha. Củ là 46. Cây trang vàng mã số 17 này em xin lưu giá là 2,2 triệu nha anh em. Tiếp theo là một cây trang vàng mã số 18. Chiều cao em nó là 50 60. Hoành thân tại vị trí này là 21 đến 20 đi. Củ 53. Cây trang vàng mã số 18 này em xin lưu giá là 2 triệu anh em. Cây rất là sống khỏe rồi nha. Tiếp theo là cây trang vàng mã số 19. Cây lùng liền anh em. Cây rất là sống khỏe. Chiều cao em nó là 18. Hoành thân tại vị trí này là 22. Hoành đế nó là 50. Cây mã số 19 này em xin như là 1,5 triệu anh em. 1,5 triệu em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây mai trang vàng mã số 20. Cây cần bay rất là đẹp nha anh em. Cần bay của em nó là 36. Hoành thân tại vị trí này là 23 đến 22 thôi. Củ đế nó là 60 65. Cái cây này mình thường trong bầu lâu chưa? Thường nó trong bầu lâu. Cây này về là mấy anh em là trồng xuống là ok. Cây mã số 20 này em xin giá là 2,5 triệu nha anh em. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây trang vàng mã số 21. Cây trực nha anh em. Chiều cao em nói là 36. Hoành thân tại vị trí này là 17. Củ là 65. Ở dưới này là khoảng tầm 30 mấy nha anh em. Cái mã số 21 này em xin lưu giá là 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi cái mã số 22. Mã số 22 cũng là cây trang vàng anh em. Hoành thân tại vị trí này là 18 đi. Đây là 31 nha anh em. Đặt kẹo luôn nha anh em. Tổng mình đế là 53. Cây mã số 22 này em xin giá là 2,2 triệu anh em.
Dạ. Tiếp theo là cây chanh vàng mã số 23. Cũng là cây chanh vàng cũ rất là to anh em. Cao đi. Cao em nói là 30 nha. Dạ. Hoành thân tại vị trí này là 30. Dạ. Để hoành để. Hoành đế em nói là 59. Dạ. Cây mã số 23 này em xin giá là 1.8 nha anh em. 1.8 em bao ship tàu bất nha. Dạ, dạ. Rồi, nói. Trời chết rồi. Dạ, rồi. Rồi tiếp theo là cây linh sam mã số 24 nha anh em. Cây linh sam song khinh lá gí nha. Cây rất là ngộ, đường thân rất là quấn. Đây anh em. Cao em nói là 86 nha anh em. Dạ. 85 à. Y 74, 75. Rồi, 75 ha. Quỳnh thân em nói tại vị trí này là 26 nha. Rồi. Thân này là 14. Thân này cũng 14 luôn. Rồi, anh quay vòng. Nằm trong chậu đá. Ôm đá luôn ha. Rồi, ôm đá luôn. Nhưng mà cái này em cũng mới đặt thôi nha, nhưng mà vẫn sống khỏe rồi nha. Nó chưa có kết rễ lại như người ta. Cái nào anh? Cái cây á. Nói chung mấy cây là mà cũng mới trồng vô. Có cũng có kiền dây lại á. Nhưng mà cây sống khỏe. Cây mã số 24 này em xin như giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu khi mình ship sao anh? Bao ship luôn cả trọng nha. Ship nguyên gì luôn ha? Dạ, ship nguyên luôn. Dạ. Rồi. Rồi, cây 25. Là cũng là cây cuối clip của em nha. Linh sam luôn ha. Linh sam song hình lá gí nha. Cái này là 4 cây em ghép lại nha anh em. Làm cái rừng. Anh cái cụm rừng ha. Rồi nguyên cụm rừng. Chúng ta phỏng phỏng cho anh em xem cái chiều cao đi. Dạ. Chiều cao em nói là 83. Dạ. Cái ngang dài nhất thứ anh. Ngang dài nhất là 114. Này chắc cái thân lớn nhất đi. Thân là 17. Dạ. Nó cũng đều đều nhau nha anh em. Dạ. Khoảng 17, 18, 19 trở lại. Cây rất là già, rất là quái. Xây đi, xây trồng đế. Rồi giá cây này luôn anh chứ. Cây mã số 25 này nè, em xin giá là 4 triệu anh em. Em bao ship toàn quốc nha anh em. Thì dạ. Cái này về chắc cũng phải đóng khung rồi. Cũng cây chậu gì luôn ha. Cây chậu luôn. Dạ, rồi. Rồi, vậy mình chào bà con luôn rồi, chứ. Chào bà con của bác xem kênh và ủng hộ em. Em xin nhắc lại số điện thoại em là 0932 737 137 là số Zalo của em nha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Chí luôn.